Thấm ơi, bữa nay bây giờ là 22:30 ngày thứ ba 17 tháng 1 2023 đó. Thì ba cúng cúng cho nho anh đốm nữa nè. Đốm ơi, đốm về đốm ăn nha. Đốm ăn cơm nè, đốm ăn hộp vịt lộn nè, uống nước nè con. Hôm nay ba đi ba kiếm hình con để ba cho người coi có tìm gì coi giống con không đó, để đem về nuôi đó. Đó, hình này trang con nè, đó đó. Đó, ba thắp nhang cho con rồi, để con về ăn cơm nha. Ba khấn con, ba cầu nguyện cho con nè. Đó. Hình con hồi đó nè, hình này là hồi đó đi giặt giá nè con. Còn là hình này hồi đó đi ở bên chỗ Mỹ Hòa Hưng đó, con nhớ không? Đó, chỗ này con nhảy lên đi chơi vòng vòng chỗ này nè đó. Còn hình này là hồi đó con mới về nè đó, lúc đó chụp hình đưa cho mẹ con đó. Con ngồi con đang kêu con vui lắm, tự nhiên sao con nằm xuống đất con nhìn đăm chiêu đó. Hình này hồi đó nè, lưng của con nè, trời ơi lưng con hồi đó bị cái gì đâu mà ớn luôn á. Ba xịt ở trên thì nó đỡ nè, còn cái khúc dưới đó, rồi đó lúc mới về là máu không. Ba mới xịt mà mỗi lần xịt đó là con đau con la. Nó không phải nó đau nhưng mà nó lúc mới vô là nó kiểu như là nó bốc hơi hay gì đó, bởi vậy con mới la lên. Nè, hộp vịt lộn con thích nhất nè. Hồi nãy ba để vô trong cái nồi của con. Cái nồi này nè, đó. Nó để đồ vô đó. Để cơm để hộp vịt lộn rồi này người kia rồi đó. Con vô cái tự nhiên có một cái con đó giống như con không biết là con gì luôn, tại vì nó hơi giống con nhện nhện nhưng mà nó lại bay được. Nó bay được hình như giống như con muỗi đực gì đó, con muỗi ở ngoài giường á. Nó bay lúc mà ba mở cửa ra đó, mở cửa để con, ba nói mở cửa để cho con vô á. Ba không có lấy cái mùng ba chặn cho muỗi, đừng giờ chặn mùng con để cho muỗi không vô nữa, mà mở cửa cho con vô nè. Cái tự nhiên thấy hồi có cái con muỗi muỗi đó đó, muỗi muỗi rừng muỗi gì đó, muỗi nó bay vô. Bay vô cái ba vừa mới lọt cái hột vịt mà để nè, để nãy cái nồi mà để trên này nè, để trên cái bàn này nè, đó để trên bàn này nè. Đó, mà vừa mới để bắt đầu cái hộp vịt lộn là con khoái nhất đó, là tự nhiên cái ba vừa mới đang chuẩn bị lột hộp vịt lộn là con bay vô trong cái nồi con đậu luôn. Con nhện á, nhện nó ăn, ba nghĩ là con đấy chứ không ai hết trơn á. Nó cười quá à. Nãy ba sợ không phải con, cái ba mới không, ba nghĩ không phải con, bắt đầu cái ba mới nói nếu mà không phải là đừng có giành ăn với đốm nha. Đó, cái ba mới đem xuống dưới trong cái dưới đất này nè, ba để dưới đất này nè, cái nó bay ra. Nó bay ra thì ba không biết là con hay là không phải con, hay là nó sợ quá hay gì đó, nó kiểu như là nó cái hồn của nó lấy lại được đó, nó sợ quá nó lấy lại được. Còn con nhập cho nó lúc đó nó sợ quá cái nó lấy nó bay bay nó bay nó bay lên trên trên cái đống quần áo này nè. Nó ba tính để yên luôn rồi mà ba để yên ba sợ không phải con. Bữa nay hình con đẹp không? Hình năm chiều nhìn mắc cười quá. Hồi chiều ba in ra xong mà ba nhìn ba thương quá, ba muốn vuốt vuốt con vậy đó. Tội nghiệp con. Lấy này đi đây. Ba cắm nhang nữa còn ngồi con ăn nha. Cái nhang này á là cũng giống y như hồi ở lên khu đô thị Trân Châu Thành vậy đó. Nó cũng là ba cây. Ba cây thì trong đó là hai cây mới còn một cây cũ. Cái cây này cây xịn lắm nè, cây hình này cái hai cây cũ đó, cái hình hình con rồng hay cái gì đó rồi đó. Ba mua ở đâu đó, dưới chợ cái sao hay gì đó, nhưng mà nó lâu tàn quá. Mỗi lần ba cha thăm ắt cho con nó lâu tàn quá, ba phải mua cái loại nhang này nó nhỏ hơn, nó mau tàn hơn. Rồi con ăn đi, ăn xong uống nước nhớ ăn cơm nha. Ba tính để ăn cơm trước á, rồi bắt đầu á ba mới đưa cái ấy vô cho con sao, nhưng mà thôi để chung ba đợt luôn.
Chứ con mà không ăn cơm trước, con ăn cái kia là hồi con bỏ cái chừa cơm lại. Nó ăn xong uống nước nha con. Đó. Rồi con ăn đi. Ba không phiền con nữa. À, nó cũng gần hết dung lượng nữa rồi. Rồi chiều ba đi lên Long Xuyên, đi mua chỉ, mua đồ, mua cá, xong xuống cái sắn mua cá mà hết rồi. Hết cá rồi. Bữa nay người ta không có bán với chợ với cái sáng nữa. Đó rồi ba mới chạy về ba mua thịt. Thịt chút nữa ấy, nên chút nữa ba nấu cho con ăn, ăn Tết luôn á. Nấu xong bỏ vô bọc, bịch lại rồi có gì á, lấy ra hâm hâm cơm cho nóng nó lâu hư. Đó. Ừ. Đang chờ chút, đang ấy là chút rồi trong cái nồi đó, chút rồi kho thịt. Rồi xong cái ba cũng ghé chỗ mà cái ông bán chó đó, ba coi có con nào giống y như con vậy đó. Phải có cái tai sụ nè, mà cái mặt nó là phải có cái chấm như đây nè. Đó, nó có cái lằn như nè, trên trán này có cái này nè. Một tay trên đây nè, một tay bên đây sụ nè. Đó, rồi cái dằn dện của con y như vậy nè. Đó, cái lỗ tai rất là bự. Như là lúc này là con chưa có cái sấy ở đây nè. Hai bên đây là con có hai cái sấy bự luôn nè. Đó, tới chừng mà nè, đấy, lúc mà con mới về đó. Mới về con cũng chạy nhanh dữ lắm nha, chạy quá nhanh. Rồi xong cái ba ấy cho con nè, lúc này là con hết bị cái da rồi, cái ngoài da của con á, con hết bị rồi. Bữa nay lần này là con sạch rồi nè. Đó, lần này con cũng sạch nè. Lúc mà đi ấy là đi thịt giá gần đây nè, bữa mà đi trên ấy đó, trên Thọ Sơn bị bể bánh xe đó, con nhớ không? Đó. Hình nào con ta thấy con cũng 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 dễ thương hết trơn á. Rồi con ăn cơm đi, nó tắt máy rồi, thôi nó hết dung lượng nữa rồi. Rồi có gì á thì chút qua nhớ cái gì nữa qua nói chuyện lại. À đúng rồi, cái vụ hồi chiều qua đi dán lại mấy chỗ người ta xé đó, xé hình của con đó, người ta đem về người ta cất để không biết, chắc người ta hỏi coi có ai biết cái hình con không đó. Đó mà bà dán kỹ lắm, không ai xé được hết trơn. Vô nó coi thôi để nó lâu dài chứ không ai xé hết rồi đâu được, có mấy chỗ bung ra rồi ba dán lại. Đó, tình hình vậy đó con. Vậy nha. Rồi con ăn đi. Ăn xong rồi đó, ba ăn tiếp. Cái nào con ăn không được rồi ba ăn. Rồi ba tắt máy nha. Nè, hình của ba đây ba lưu lại nè. Đó. Không biết nó nãy có bị che cái gì không đây. Đó, vậy nè. Lên ba. Đi cả ngày mệt mỏi luôn rồi. Sáng mấy thằng Dương Lượng Viên nó vô nó chửi qua cái vụ mà nói này nói kia rồi nó đeo cờ treo cờ vàng cờ cha tụi nó. Ba đâu có sợ đâu, nó nhào ra nó mà ba mà gặp nó ba nhào vô ba quýnh luôn chứ ở đó. Còn á, công an thì á, nó không dám kêu ba đâu. Rồi vậy đi, tình hình vậy đi nha con. Ngồi cũng ăn đi. Nhìn năm chiêu quá con ăn không được hay gì mà con năm chiêu với con. Trời ơi, con ngồi con thấy cái này là con ngồi con ăn dữ lắm rồi, ăn xong rồi còn suy nghĩ gì nữa vậy, nghiệp con quá. Thương con dữ lắm mà tự nhiên Tết nhất con bỏ đi làm nó ba phải sắp bật sang bang gì đó. Bởi vì con còn ở đây thì hay quá rồi, Tết này chở con đi nhóc chỗ nó vui vậy, nhiều khi đi Vũng Tàu chơi nữa, nó tội nghiệp con luôn. Con về bỏ lâu sao sớm quá, nhưng mà hồi chiều ở trên võ đài Mũi Ngọn có cái ông sao ôm kia, ông nói có khi đi cả tháng trời đó, ổng còn có một con đó còn về được đó, cả tháng trời nó còn về được. Ba thì không, ba không biết sao đây thôi, mà ba cũng lạ lắm, nó sao con mất tích mà sao nó kỳ quá. Trong xóm này có hai con luôn, bữa hôm con mất xong qua hầm ngày hôm sau là ba thấy hai, một con bự một trắng. Chứ một con nhỏ nhỏ nó đi ngoài đường đó mà có ai bắt đâu. Tự nhiên sau cái ra chút xíu con mất tiêu rồi, không có thấy con nữa. Má chạy má kiếm hoài không có thấy. Con ăn đi. Má tắt máy đây. Nó trung lượng mất tiêu nữa rồi đó.